ở trên đường Cách Mạng Tháng 8 nha mọi người. Đó. Hôm nay chạy xe ngang đây xe đông quá. Đông quá nên mà quyết định ngừng lại không đi nữa. Đi nữa cũng kẹt, mà không đi cũng kẹt, ở đây đợi khi nào hết kẹt thì đi luôn. Cách Mạng Tháng 8 quận Tân Bình. Cái đoạn đường này là ngày nào cũng kẹt xe vào cái giờ cao điểm đó. Bình thường lúc buổi trưa nó cũng đã kẹt rồi. Cái chỗ đó nó có cái ngã ba trong hẻm đi ra mà. Nó có ngã ba trong hẻm đi ra lúc nào cũng kẹt xe á. Ngay chỗ này nó có ngã ba nữa nè, phía trước này có ngã ba nữa. Đường Bành Văn Trân nè. Cách Mạng 8 giao lại Bành Văn Trân ngã ba thì nó kẹt xe. Do xe ra vô ở đầu người này lấn qua người kia không ai nhường ai. Xe leo bên lề chạy luôn. Mình chạy xe gáp nên mình quyết định là mình ngừng lại không đi nữa. Đi nữa hao xăng thêm thôi. Ở lại đây đợi hết xe, hết kẹt xe đi. Đó. Rất là đông. Khách nó bốc cuốc rồi nên bắt buộc phải chạy tới thôi, định ở lại đợi khi nào hết kẹt xe đi tiếp phải đi thôi. Đi mấy bước nữa là tới rồi. Đến địa chỉ 694. Kẹt quá trời kẹt. Bây giờ muốn đi hết cái đoạn đường này phải cái tiếng đồng hồ. Nhìn trên mặt ai cũng có quẻ mỏi mệt quá. Chỗ này cao quá mà mấy ông không liều dám chạy. Giờ này chở khách ở trên đường Cách Mạng 8 này cũng đuối. Nhiều mọi người đó. Tại giờ này người ta đi làm về đó, người ta hướng về quận 12 nhiều hơn, còn cái hướng đi vô trong trung tâm thì nó ít hơn. Cái hướng mình đang đi là cái hướng đi về trung tâm, còn cái hướng ngược lại là cái hướng đi ra quận 12 Củ Chi. Kẹt cứng ngắc luôn. Lúc nãy mình bắt được khách rồi nhưng mà chạy vòng qua vòng lại cũng không được, cuối cùng phải hủy.
không rước khách được, phải hủy luôn, bỏ luôn. Bây giờ phải chạy xe không về, tắt áp luôn, không chạy nữa, bỏ khách luôn. Giờ này mà rước được khách thì cũng trần thân. Mấy chiếc xe hơi lắm ảnh, xe máy thì đi đường này được, còn xe hơi quẩy lắm. Mày thấy không, cái hướng lưu thông đi về đi ngược lại với mình nó đông hơn đó. Còn cái hướng đi vào trung tâm là nó rất là nghe ít người đó, mày thấy không đó, cái hướng đi vào trung tâm ít lắm mà. Ngược lại là cái hướng ngược lại nè, ngược lại cái hướng đi về quận 12 quá trời. Này kẹt ngay mấy chỗ nào mà có cái ngã ba đó, có ngã ba cái hẻm đi ra hoặc là cái đường đi ra đó, đó là nó kẹt cứ ngắt rồi. Tại vì xe ở trong hẻm đâm ra là bắt đầu kẹt. Đoạn này đoạn cái chỗ công viên Lê Thị Riêng. Người thấy được là cái hướng ngược lại nó rất là đông luôn, còn hướng mình đi vô trung tâm đâu có đông đâu. Giờ chuẩn bị kẹt nữa nè, đi qua cái công viên Lê Thị Riêng này nè là tới cái chỗ cái ngã ba chỗ này nó kẹt nữa. Có hai ngã ba trên đây này. Đường ngay chỗ Trần Quang Đan á, có hai kẹt ngay Trần Quang Đan lại Phạm Văn Hai rồi, Bành Văn Trân rồi. Giờ mình đi lên trên đó là sẽ thấy kẹt. Chạy gáp mà chạy trên cách mạng 8 giờ này là coi như lỗ tiền xăng. Cái công hoành qua hoành lại để cướp khách là một tiếng xăng rồi. Rồi chạy kẹt xe kiểu này nữa là chết. Chạy một cú 20 ngàn không có lời. Vừa tiền điện thoại nữa. Cách bây giờ đến nơi nó phải gọi nó mới ra chứ nó không có tự nó ra nó đón mình. Chỗ này thấy thông thoáng được chút xíu nữa. Khúc trên đây bắt đầu đỡ kẹt xíu rồi mọi người, rất là may là trên đây nó không có kẹt. Chỉ sợ là lên tới gần cái chỗ quận xoay á, quận xoay cái chỗ 3 tháng 2 với lại quả thị 6 thì nọ, quận xe chủ á nó hay kẹt đó nữa. Mình để ý là mấy cái chỗ giống như là tòa nhà bị cam banh á, cái chỗ cái tòa nhà bị cam banh là nó hay kẹt nữa. Mình chạy xe nhiều mình đã biết những điểm nào nó hay kẹt xe. Chiếc xe buýt này nó cứ tấp ga tấp vô tấp ga tấp vô, nó không cho ai qua được mặt hết. Thôi hôm nay mình quay video chia sẻ với mọi người tới đây thôi nha, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha.